Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu nối một cái bo vào cái ổn áp tự động. Ổn áp tự động có nghĩa là khi điện áp đầu vào nó thay đổi nhưng đầu ra nó không thay đổi. Auto volt tức là nó ổn áp mà, không? Cho nên là nó có cái tên là ổn áp tự động. Đây là có một cái ổn áp là 3 kg, 3 kg. Mình sử dụng điện áp dân dụng của chúng ta 220 V. Khi đầu ra thì 220 V, tất cả các đầu ra này nó sẽ ổn định hết. Nhưng mà đầu vào nó có thể thay đổi tùy theo cái điện lực của chúng ta. Nếu mà điện lực chúng ta thay cái dòng tải ngoài nó quá tải gì đó thì nó có thể sụt áp. Thì chúng ta sử dụng các cái khu vực hoặc là gia đình mà mình sử dụng điện á, nếu muốn mà an toàn về các cái thiết bị sử dụng điện chúng ta thì điện áp phải ổn định. Nếu điện áp nó nhấp nhô thì nó gây nên những cái sốc điện trong cái hệ thống sử dụng điện của chúng ta, các thiết bị điện đó. Cho nên người ta sử dụng một cái ổn áp này. Và nó thường hay hư là hư cái phần bo. Bo này, bo mạch. Và bo mạch này ở đây có một khách hàng đem tới thì họ cũng đã tháo ra đem đi sửa nhiều và đấu nối các cái đấu nối là đấu nối sai hết. Khi chập tải đầu ra, khi đem tới đây thì cắm điện dòng lên rất là cao mà đã tìm ra được cái phần đó, và nguyên cái bo phía sau này thì người ta lấy luôn cái bo, không còn cái bo nào khác, không còn dính cái bo trên đây nữa. Cho nên là mình phải đấu một cái bo mới vào, hoặc là khi mà nó cháy hết cỡ rồi, khi mà cháy hết không sửa được thì các bạn cũng có thể là đấu cái bo mới vào. Hoặc là nếu mà nghề chúng ta còn yếu, chúng ta chưa có sửa được cái bo mạch thì chúng ta cũng có thể là mua cái bo về gắn. Thì ở đây tôi giới thiệu cho các bạn có một cái loại bo trên thị trường, tức là bo ổn áp AC. Rồi tôi sẽ hướng dẫn đấu cho, tại vì trên thị trường nó cũng có nhiều loại bo, thì cái bo này là tôi đang đấu ở đây, tôi hướng dẫn cho các bạn đấu cái bo này ha, bo ổn áp đây này hả. Rồi đây, như vậy thì tôi sẽ vẽ ra cho các bạn biết cái quy tắc hoạt động của cái ổn áp này. Còn các bạn mà muốn sửa cái bo này thì nó qua một cái lớp đào tạo, ở đây có dạy đào tạo sửa các cái bo này. Các bạn nếu như mà muốn học thì liên hệ ha, 0933102666, hoặc là sửa các cái ổn áp này các bạn đem tới đây thì có thể là ngồi chờ và lấy liền trong vòng khoảng 10 phút 15 phút có thể là kỹ thuật ở đây làm xong. Thì kỹ thuật ở đây đa số thì những cái học viên học xong thì làm luôn đó là ok ha. Rồi chúng ta đây là bên trong cái ổn áp đã tháo ra, và đây là đằng trước nó thôi. Đây là dòng khi chúng ta xài thì nó sẽ điện áp, dòng điện nó sẽ lên đây, và điện áp khi mà ổn định thì nó sẽ nằm ở 220 V. Đây là cái thương hiệu của cái ổn áp này. Đây, các đầu ra ha, 220 V, 110 V. Đây, CB. Đây, CB này là giống cầu dao tự động, đây là báo nguồn thôi. Rồi, đây là cuộn dây. Cuộn dây. Và cuộn dây này thì nó là cuộn dây sử dụng là cuộn dây là biến áp này, không phải là biến áp cách ly mà gọi là biến áp từ ngẫu. Đây là hệ thống mà tự động quay, quay lên quay xuống để mà tăng áp hoặc giảm áp. Thì khi mà quay con quay này thì nó sẽ nhờ vào một cái motor ở đây, motor DC. Và motor DC này nó sẽ do cái bo điều khiển này nó sẽ điều khiển tới. Đó. Thì tôi sẽ vẽ sơ đồ ra đây cho các bạn. Tôi sẽ phát thảo ra thôi ha. Rồi. Một cái ổn áp từ ngẫu thì nó sẽ có một cái cuộn dây như thế này, quấn bên trong nó chỉ có một cuộn dây thôi. Và ở đây là các cái đầu ra, ở đây là đầu ra, ở đây là đầu ra nữa. Thì đầu ra này là 0V, đây là 110. Nếu mà muốn ra thêm cái nữa thì chúng ta ra 100V ở đây. 100V ở đây. Đó. Rồi, ở đây là 220V.
Và ở đây là một cái con quay. Con quay này tương ứng với lại cái chổi thang này này. À, chúng ta vẽ đây cái chổi thang đó ha. Đây đây, đây là chổi thang. Đó, chổi thang. Rồi. Khi mà điện áp nó cao, khi điện áp bên ngoài mà cao thì con cái chổi thang này nó sẽ quay về bên đây. Nha. Rồi, khi điện áp thấp thì con quay này nó sẽ quay về bên đây. Và khi biến áp này nó quấn là như thế này, quấn tròn 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 đó, ra hai đầu này. Còn nó sẽ tách ra. Ví dụ dưới đây 110, đây 100V, ở đây 0V, đây đây là điện áp cao đầu ra. Đó. Đây đây 0V, đây ra 220. Đó. Và cái con quay này nó sẽ quay xung quanh đây, quay đây. Vậy thì khi mà cái ổ áp này thì đã quấn bằng máy rồi thì chúng ta lấy ra, ở trong này chúng ta lấy ra hai cái đường. Đây là cái bo ha. Đây là cái bo. Rồi, đây là cái bo chúng ta mua về này. Bo mua về. À, chúng ta tách ra cái cuộn dây này ra, có một đường là chúng ta lấy 18V, chúng ta đấu vào hai cái đường 18V là AC ha. 18V ạ. 18V này. Đây là AC thôi. Được chưa? 18V AC. Rồi tiếp theo, nó có hai cái dây ở trong bo này đi ra nữa. Thì hơi khó quay. Rồi. Đây nè. Các bạn thấy nè. Đây AC là chúng ta đấu vào đây, đường này đường 18V. Đường 18V. Còn đường mà có cái chữ motor đây này thì hai cái dây này là vào trực tiếp của hai cái dây motor đây. Dây motor đây. Rồi. Còn ở đây có 3 số, số 1, số 2, số 3. Số 1, số 2, số 3 là đi vào cái công tắc này. Để khi mà nó chạy lên mà tới một cái mức cuối cùng rồi nó sẽ làm đụng cái công tắc hành trình này. Đúng tắt hành trình này nó sẽ ngắt lại, nó không cho điện áp ra ở ngay motor này nữa, để cho dừng hoàn toàn hệ thống. Vẽ sơ bộ cho các bạn thôi nha, còn các bạn nếu mà các bạn làm nghề thì nhìn cái sơ đồ này rất là dễ hiểu. Rồi, hai đường này là motor. Motor này 12V DC nhé. Rồi. Còn hai chân nữa, ba chân nữa. Thì chân số 1, chân số 2, chân số 3 đối với bo này thì nó sẽ có một cái công tắc ở đây. Đây tôi vẽ một cái công tắc. Và đây tôi vẽ một cái công tắc. Như vậy hai công tắc này thì nó có một cái công tắc là mình đấu chung như thế này. Thường hỏi nha. Đấu chung chúng ta cho vào chân số 1. Chân số 1. Đó. Sau đó nếu mà chúng ta đưa về một cái đường tăng áp ha. Đường tăng áp thì chúng ta sẽ nối vào chân số 2 và một đường nữa chúng ta nối vào chân số 3. Đấy, như vậy là chúng ta toàn bộ hệ thống bo này là chúng ta đã đấu xong trên cái sơ đồ này. Bạn chú ý cái sơ đồ này ha. Đây, sơ đồ này. Đó. Rồi. Đây nè. Các bạn thấy hai cái dây màu vàng không? Để đấu vào hai cái đầu motor đây. Hai cái dây này là hai dây điện áp 18V chúng ta lấy trực tiếp từ trong cái cuộn dây biến áp đi ra. Còn hai cái dây còn lại, ba dây còn lại thì một dây là chúng ta đấu chung. Đấu chung là dây màu đen. Dây màu đen. Còn một dây màu trắng là nằm bên tay phải của chúng ta. Chúng ta nhìn vào thì bên phải, bên trái. Bên phải thì nó sẽ về là chân là tăng áp, tức là chân số 2. Còn cái chân bên này là chân thấp áp. Đó. Thấp áp với tăng áp là như thế nào? Khi mà cái động cơ này nè, cái động cơ này nó chạy chạy tới một cái mức độ là có cái cần gạt đây, nó gạt làm cho cái tiếp điểm này nó nhả ra, thật đóng lại. Đó. Và khi chúng ta nãy chúng ta đấu là đấu thường hở, nó đóng lại là ngắt. Đó. Rồi. Và khi mà sửa một cái máy chuyên nghiệp về cái ổn áp thì chúng ta không thể nào thiếu được một cái bộ phận gọi là
một phần để chúng ta tăng giảm cái thằng này nè, điện áp nè, các bạn thấy nè, tôi sẽ cắm điện vào cái bộ này cho các bạn xem rất là hay ha. Đây, rồi chúng ta nhấn nút này là thấy cái điện áp nó giảm về nè, à, hay không? Rồi điện áp tăng lên nè. À, mà khi chúng ta thử cái ổn áp thì chúng ta phải có cái điện áp tăng giảm như này, chứ còn mình đợi điện lưới thì biết khi nào nó tăng, biết khi nào nó giảm đâu. Chúng ta phải tạo ra một cái điện áp đầu vào của cái ổn áp. Đây, như vậy thì giờ cái ổn áp này nè, ổn áp chúng ta mới đâu này nè, là chúng ta sẽ cắm vào đây. Tại vì cái điện áp đầu này là nó sẽ tăng giảm, vậy chúng ta sẽ bật cái này lên. Chúng ta đã cắm qua rồi ha. Đây, chúng ta sẽ cắm qua rồi, chúng ta sẽ bật lên nè. À, các bạn thấy nè, đó, bạn thấy nè, đây ha, bạn thấy nó quay nè. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái điện áp bên đây ha. Chúng ta sẽ thay đổi cái điện áp bên đây là cái con quay này nó sẽ quay nè. Chúng ta sẽ hạ vôn xuống nè, nó tự động quay nè, tự động quay để nó làm gì? Để cho nó tăng áp ra đầu ra này nè, cho nó ổn định luôn luôn khoảng 200 mấy vôn nha. Đó, đó, thấy chưa? Rồi chúng ta tăng áp lên thì nó sẽ tự động là chỉnh điều áp ra luôn, điều áp ra luôn đó. Như vậy là chúng ta đã đấu xong. Đó, thì chúng ta phải test như thế này ha. Rất là ok luôn. Đó, các bạn muốn thực hành cái vấn đề này thì chúng ta sẽ liên hệ với bên bộ phận văn phòng tuyển sinh 0933102666, số hotline thì sẽ được học hoàn thiện tất cả vấn đề này. Học cái này thì tầm khoảng buổi 2 buổi là ok rồi, chúng ta về chúng ta có thể sửa được cái ổn áp này ha. Rồi còn cái ngoại quấn ra thì quấn này thì có máy rồi, có máy thì hướng dẫn sử dụng máy thôi, chứ quấn này chúng ta không có quấn bằng tay nổi đâu ha. Còn cái vấn đề mà đấu dây với lại mô phỏng cái mô hình cho nó chạy rồi làm chế tạo cái bộ này về để sửa thì trong vòng khoảng ngày 2 ngày gì đó là xong rồi ha. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thiện cái này rồi. Rồi chúng ta sẽ đấu nối cho cái bo này nó vào thôi, một cái vị trí nào đó, chúng ta rút điện ra cho nó an toàn. Bây giờ cái bo này là không phải bo zin nó rồi, cái bo này bo chế độ lại cho nên là nó không có đúng cái vị trí nó, chúng ta phải làm cách nào đó. Rồi, chúng ta sẽ lấy dây rút, chúng ta rút lại. Thì rút đâu lên? Đó, à, hai cộng. Rồi chúng ta sẽ rút lại thôi. Cái này báo giá khách rồi đúng không Linh? Mai lấy hả? Ok luôn. Rồi. Rồi đóng cái nắp lại được rồi. Rồi chúc các bạn thành công.